cảnh dương trần gặp nhiều gian khổ, mẹ sang trai quá độ khắp nơi. Núi sông vũ trụ đất trời, chính do hoàng mẫu tạo đời an vui. Con trẻ nguyện sớm chiều tu niệm, ngày lẫn đêm lo kiếm hạnh con. Dân đăng mẹ chứng lòng con, vạn dân ba tánh nước non thanh bình. Nam mô vô thượng hư không địa mẫu, dưỡng sanh bảo mạng chân kinh. Ngày kỷ niệm trăng mười thập bát, gió đông về ngào ngạt nguồn thương. Chốn trần trẻ dài dân hương, thỉnh cầu từ mẫu Tây Phương chứng đàn. Dân nén hương lời vàng cung kinh, tiếng trẻ thơ nguyện thành mẹ hiền. Lại cầu giống tình muôn thuở, đạo hoàng khai truyền mở khắp nơi. Gắng tu thoát tục xa đời, quê tiên chốn cũ là nơi trở về. Nhìn quang cảnh sơn khi non nước, cõi giới ba hưởng phước mẹ ban. Chính do hoàng mẫu chính cho sanh chúng một đàn chánh tu. Làng khoái bạc hút mồ bay tỏa, tâm ương lành hiện rõ diệu cung. Đại ương mẹ ngự không trung, thức tâm kẻ thế soi chúng gương hiền. Tam nhật mẫu cô xiên bay mẫu, gửi nỗi nhớ thương. Con quỳ dâng nén tâm hương, lại mẹ phụ đức thập phương an lành. Nam mô vô thượng hư không địa mẫu, dưỡng sanh bảo mạng chân kinh. Nhìn làng khói trầm hương bay tòa, nhớ mẫu hiền lễ nhỏ dòng châu. Đàn con tha thiết nguyện cầu, mẫu từ phủ điển nhiệm màu chứng minh. Chốn trần miền cung nghinh đại lễ, kỷ niệm ngày giáng thế từ tôn. Thương tần càng công chuyển khai hoằng đạo pháp môn hạnh từ. Đọc kinh mẫu lòng như sao xuyên, gửi tâm thành thâm viên mẫu thân. Chuông chùa vang tiếng xa ngân, chảnh lòng con trẻ tuôn dòng lễ xa. Khói hương trầm thiết tha theo gió, áng mây lành hiện rõ quyền di. Con nguyện kiếp kiếp tu trì, nương về theo bóng từ bi mẫu hoàng. Cầu linh mẹ chinh an non nước, điện mẫu từ ban phước chúng sanh. Trần gian biết nẻo tu hành, nhờ đèn trí huệ phúc lành mẹ ban. Tầm chánh giác đạo vàng rực rỡ, hạt bồ đề nảy nở rừng cây.
Nam mô vô thượng hư không địa mẫu dưỡng sanh bảo mạng chân kinh. Đàn con trẻ quỳ xin mẹ chứng độ dân
ban lời Ngọc Châu. Mẹ truyền pháp nhiễm màu vàng chiếu, cứu đàn con tận yêu tận trung. Buồn thương mẹ phụ ngàn trùng, suối lòng ngào ngạt ban chung con lành. Chính mẹ tạo non xanh tươi thắm, biển sông sâu thăm thẳm trùng khơi. Quăng khai đại đạo khắp nơi, để từ vô thị đến đời hậu thiên. Tâm kinh mẫu lời khuyên lai lan, điển quyền linh tỏa sang mười phương. Tái dân bát ngọc trà hương, thành tâm lại mẹ xót thương ở chứng đàn. Nam mô vô thượng hư không địa mẫu dưỡng sanh bảo mạng chân kinh. Sám kinh địa mẫu. Phụ hương trung nơi huyện thành cô, tình thiệm tây miêu cổ ứng linh. Thượng tầng tòa ánh quang minh, chim loan mẫu ngữ truyền kinh răng đời. Kim ngôn mẹ đây lời mạch quyết, đức từ tôn tha thiết khuyên con. Hiếu trung giữ vẹn cho tròn, mẹ hiền ứng điện bảo toàn chúng sanh. Nhật mẫu tâm thành kinh mẫu, tâm lòng son giọng thô diệu cung. Gia gia sum họp trùng phùng, dân an quốc thơi hưởng chung thanh bình. Mùa màng được tươi xanh sung túc, mẹ độ con từng phút từng giây. Núi sông vũ trụ đó đây, chính do hoàng mẫu dựng gầy tạo nên. Linh điển mẹ dưới trên phân rõ, tâm chân kinh mẹ tỏ lời châu. Hoàng khai đại đạo nhiệm màu, quá xanh buông biển năm châu tươi nhường. Phật mẫu ngữ thương tuần độ thế, điện chân linh phước huệ rải ban. Tâm kinh mẹ dạy rõ ràng, con lành hiếu thảo đàn tràng cung nghinh. Phước lộc thọ hiện dinh do mẫu, trọn đủ thời kỳ mẫu hằng niên. Dân an thành nhà yên, lời châu mẫu dạy gắn chuyên tu trì. Thơ thâm diệu quyền di cơ bút, mẹ truyền kinh dưỡng dục chúng sanh. Xưa vua bàn cổ phong danh, diệu trì Phật mẫu quá sanh muôn loài. Chương linh mẫu xét xoay vũ trụ, điện âm dương kết tụ anh nhi. Thượng tầng mẫu ngự phương phi, phân ra thiên địa trị vì chúng sinh. Địa mẫu truyền chân kinh tâm quyết, khi âm dương hội hiệp cùng nhau. Mưa hòa gió thuận tươi màu, quá xanh nhân loại ngạt ngào chân thân. Vậy ai mới bước vào đường đạo, phải giữ lòng yêu thảo.
trì kinh. Lời châu mẹ dạy quyền linh, hoàng thiên xa tội hiển vinh thanh nhàn. Cầu linh mẹ bảo toàn sanh chúng, độ nhân sanh giữ đúng hành tiên. Từ đây thiên địa phân riêng, âm dương chơn khi linh nguyên chẳng rời. Nhật nguyệt tinh phương trời sáng tỏ, mây quyền di hiện rõ thần thông. Mẹ vẫn nam bắc tây đông, bốn phương tam hướng bao dòng càn khôn. Điển thiên mẹ bảo tồn vĩnh cửu, chôn trung ương mẹ phủ địa châu. Linh quang chiếu sáng nhiệm màu, thiên thiên bảo dưỡng gồm thấu chân lành. Phú quân mẫu trường sanh bất lão, tài cao minh sáng tạo quyền di. Thiên lung địa a diệu kỳ, tri âm phối hợp phục quý diêu đài. Thiên địa lập âm lai dương khư, khi thần giao gìn giữ điển linh. Đất trời do tạo hóa sinh, pháp luân thuần chuyển siêu hình căn nguyên. Chính mẹ tạo tôi hiền chúa thanh, phủ điển linh trơn thanh tâm thanh. Chẳng ngừng qua qua xanh xanh, thiên can thường chuyển dẫn hành địa chi. Thần giới khi thủ thì thai thanh, mẹ cứu mang canh canh thập niên. Tình thâm mẫu tử thiên liêng, mười thu đúng nhật chia riêng quẻ hào. Trong bát quái phân vào tám hướng, tám quẻ do mỗi hướng định ra. Sáu hào một quẻ đó là 384 tẻ ra các hào. Trúc cơ mãn nguyệt vào giờ đúng, thập niên trường chuyển dụng thánh thai. Minh quân xuất thế trần ai, sao vị thiên tử thi tài quyền quang. Mẹ vang vua thiên hoàng tôn trưởng, đến địa hoàng mẹ chứng thứ hai. Nhân hoàng tam đệ thiên tài, còn ba vị nữa phân rài sau đây. Vua phục khi ngài hai biến qua, bát quái phân phát quả hiển linh. Chỉ rành tam hướng thinh thinh, âm dương vũ trụ quang minh phân bài. Vua thần nông phi tài ngũ cốc, sắc linh gieo châu ngọc khắp nơi. Đó là hạt giống của trời, sanh ra lúa gạo giúp đời an khang. Vua hiển viên tạo ban y phục, đem ấm no hạnh phúc vạn dân. Lưu truyền cơm áo chốn trần, để cho người thê tâm thân thanh nhàn. Vũ trụ do mẫu hoàng xuất phát, mẫu tạo ra Bồ Tát thần tiên. Thượng tầng bao phủ điển thiên, chẳng rời ra khỏi mẫu hiền dưỡng sanh. Nhìn biển cả trời thanh nước biếc, khắp bốn mùa tam tuyết trở say. Gió ngàn tỏa lượng từng mây, quá sinh nhân loại có cây thú cầm. Có ngũ nhạc
trầm ngâm trôi khắp muôn nơi từ mẫu dưỡng sanh. Các đời vương đế đại danh từ trong thân mẫu trưởng thành mà ra. Danh Lam có năm tòa thân cảnh, chôn lâm sơn tuyết lạnh sương rơi. Có cây cổ thụ sông đời, sắc dân trăm họ do nơi mẫu thành. Năm giống lúa tươi xanh dung dưỡng, sao thư gạo dành thương nhân sinh. Nhân dân nọ âm hiện dinh, sống nhờ điển mẹ quyền linh phủ đầy. Khi lìa thế gợi thấy thân mẫu, sự qua sanh dời đổi vô thường. Thân mẹ là chỗ tựa nương, tự tôn đĩa mẫu nguồn thương ngập tràn. Nào châu quận thôn làng tình quyền, kìa lâu đài cung điện nguy nga. Am chùa quan xa lập ra, hiền thần tiên thánh mẹ đà thượng vân. Chư Phật đắc kim thân do mẫu, cả trân châu ngọc bửu đó đây. Thiếu chi kẻ ước việc này, lòng tham mơ tưởng mấy ai đã thành. Loại kim khí bạc vàng quý bao, tất cả do mẫu tạo xuất ra. Vương hậu vạn quốc gia gia cũng do lệnh mẫu ban ra tôn sùng. Người chốn thế yếu trung hưởng phước, bao quyền linh sao trước mẹ ban. Dân an quốc thới thanh nhàn, đế vương cũng kính mẫu hoàng tự tôn. Nước nào bị dập dồn chinh chiến, cũng do nơi mẫu chuyển phát thành. Vậy ai nào biết đến danh, quyền linh quang điển mẹ dành đó đây. Có tạo lạnh thế đầy lúa giấy, cùng quả quả rau cải trái cây. Nào là chua ngọt đắng cay, thức ăn thuốc uống rừng cây ai tường. Hành ớt hẹ gừng đường tiêu tội, khắp nhân sinh ai khỏi bệnh đâu. Quá xanh linh dược nhiệm màu, cao lương mỹ vị thiêu đâu vật nào. Lại có dấm chanh dầu tương muối, suối nào bằng nguồn suối tình thương. Mẹ ban trăm vạn mùi hương, lao tâm tổn quyết đoạn trường vì con. Công lao mẹ bút son kho tà, tình bao la biển cả khó hơn. Khổ đau từ mẫu chẳng sờn, nỡ nào quên dứt nghĩa ơn cho đành. Vật ăn uống mẹ dành con đó, sản phẩm do mẹ qua tạo ra. Cân đai áo mão phù qua, bạc tiền vật dụng biên ra hằng ngày. Mẹ chẳng thấy một ai lòng tương, thân mẫu sanh ban thưởng khắp nơi. Vật chi chẳng xót trên đời, mẫu không nghe có một lời nhớ thương. Trong vũ trụ tuần hoàn tạo hóa, do mẫu sanh ra qua địa cầu. Biến dành sao quả luân hồi, biết bao sản vật qua màu tốt tươi.
tình thâm mẫu, dầu hoàng thiên khó nổi sanh hơn. Trên trời mưa đổ từng cơn, dưới đất mẹ qua quyền chân phép màu. Dòng mưa tuôn ngọt ngào cam lộ, ngũ cốc dành quá độ nhân sinh. Cỏ cây tươi tốt hương thanh, địa châu thấm giọt mưa lành vì nhiêu. Chính hơi nước thâu nhiều mạch huyết, bao tinh di sương tuyết giá băng. Đài mây gom tụ phủ văn, gặp luồng quang điện biến tan mây liền. Mưa tuôn xuống trần miền tỏa khắp, cù rồng kia trôn nấp ngàn sông. Lãnh phần vận chuyển gió giông, mẹ truyền qua võ hổ phong ứng hầu. Cô rồng ở xứ nào chẳng có, ẩn biển sâu làm gió chuyển mây. Điều do linh mẹ phán bài, ơn trên chiếu triệu dám rài cái đâu. Mùa thu vẫn nằm sâu lòng đất, mẹ dưỡng nuôi âm chất hoàng khai. Nhọc nhằn nào quán đắng cai điện quan quyền, diệu đêm ngày dưỡng sanh. Chốn dương trần con lành tòa hương, bao nhiêm màu mẹ thương hồng ân. Tất cả do linh mẫu vân, không về chẳng thấy người trần ghi tâm. Mẹ thương con và thầm đau thắt, chẳng bao giờ nhắm mắt nghĩ đâu. Điện quang nêu mẹ rút thâu, càng khôn vũ trụ địa cầu tiêu tan. Khi cá ngao trở ngang dùng dậy, thiên địa đành chịu phải rã đôi. Dương trần như sầu nạn tai, ngoài càng khôn Như Lai tạm ẩn. Chư Bồ Tát tàn lẫn biệt tinh, từ vua chúa đến quân binh, sẽ đều tận diệt nhân sinh điêu tàn. Phương hướng đành tiêu tan tất cả, qua bị thiêu. Muôn loài vạn vật bao nhiêu, phải đành chịu cảnh quạnh hiu khổ sầu. Mẹ phán truyền lời chú cao quý, ai sưu tầm diệu ly quang minh. Tâm thành khảo sát chớn kinh, thọ trì giảng nói chúng sinh hiểu rành. Từ tôn chiêu điển lành ban phước, sắc linh phế người được hiển dinh. Phi tài quyền diệu cao minh, mẫu từ giang bút ngọc linh chi truyền. Nhập vào tâm kẻ hiền sáng suốt, chân khi như anh đuốc thiên nhiên. Mẫu cho phản bổn quần nguyên, chân thần đúng hoạt xuất liền chẳng sai. Tinh khí hiệp cho ai dưỡng tinh, gắng tâm tu hưởng cảnh thượng đài. Khai tâm trung chuyển đạo ngài, lý chân thông hiểu chớ rài bỏ qua. Cần quán tưởng sâu xa kinh mẫu, chớ khoe tài nông nổi mà chi. Chớ kinh linh mẹ khó bề,
bị quần thần vắng vô chẳng khi lời vàng. Đại từ tôn mẫu hoàng cao cả ân đức về giống ngã đành sao. Táo nhân mặt khách anh hào nông thương công sĩ nở nào lăng ngơ. Không đền đáp tôn thờ cung kính nở vô tâm chẳng kính mẫu hiền. Thâm sâu nghĩa cả thiên liên đành lòng bụi bạc chơn truyền lời châu. Chánh pháp đạo nhiệm màu ai rò, giả đò như chẳng tỏ ngộ chi. Phụ ân từ mẫu diêu trì đò đại muôn kiếp chẳng thể tái sanh. Muốn biết rõ tánh danh Phật mẫu, hãy lắng nghe lời mẫu phân rành. Lão bà hôn độn quá xanh, thở còn mù mịt trước thánh chưa tường. Thiên địa chi âm dương chân khí, thập nhị muôn niên kỳ giáng lâm. Tuổi thọ 9600, thời gian xuất thế khổ tâm nhọc nhằn. Muôn ngàn năm khuyên răng dạy dỗ, ngài biệt lý diệt độ chẳng ngờ. Mẫu hoàng từ giá con thờ quá thân, chấp nhoáng phút giờ chia tay. Hư không ngự mây đài thượng coi, điển quang minh chiếu rọi khắp nơi. Quyền di biên qua chuyện đời, truyền kinh châu ngọc bao lời thiết tha. Chẳng thấy ai lệ xa như mẫu, chôn trường giang gợi nỗi nhớ thương. Ngự thuyền lưa sông trùng dương, nào ai để giả dân dương lòng sầu. Mẹ thương con chẳng câu phiền trách, lòng ước mong quyết mạch trùng phùng. Sớm về điện ngọc diêu cung, con lành cố gắng hiếu trung tu hiền. Hội tí sử khai thiên tịch địa, giảng sự thành hiếu nghĩa vi tiên. Chân kinh Phật mẫu diệu quyền, hơn 180 câu khuyên răng đời. Mỗi câu mỗi lời mẹ thuyết, cũng từ nguồn mạch quyết chảy ra. Gồm bao lời ngọc thiết tha, chẳng phải lầm lạc đâu mà ngờ chi. Khắp gia gia đều trì niệm mãi, thì mùa màng cây trái hoằng sai. Ấm no hưởng lạc trần ai, cuộc đời chẳng bị nạn thái dập dồn. Điện quang mẹ bảo tồn trường cưu, độ con cơ hội đủ diêu cung. Nếu ai chẳng tin bất tùng, mùa màng ruộng rẫy sâu trùng bỏ ăn. Cuộc sống đành khó khăn đau khổ, nhân sinh lâm vào chỗ hiểm nguy. Không mong sống sót được gì, đại kiếp thủy hỏa phong phi ngập tràn. Đại từ tôn mẫu hoàng cho biết, đúng trăng mười vào tuyết trời đông. Mẫu từ xuất hiện thần thông, vào ngày thập bát trần hồng giáng sinh. Mẹ vũ hết điện linh quang đại, tâm quyết thư để
lại chương kinh. Kim ngôn siêu thoát quang minh, từ tôn bảo dưỡng chúng sinh an toàn. Là con yếu đàn tràng cũng kinh, mỗi hằng niên nguyện thỉnh mẫu từ. Đúng ngày thập bát trăng mười, gia gia tụng niệm người người trì kinh. Lập đại lễ quá xin trà quá, dân hương đăng tất cả khiết tinh. Cùng nhau hội hiệp trì kinh, sở dân từ mẫu chứng minh con lành. Nếu như có nhân danh hiền sĩ, truyền bá kinh nghĩa lý đủ đầy. Từ tôn đại thọ ân dày, cháu con hiền sĩ từ đây quy hoàng. Hưởng lộc thọ vinh sang phú quý, hạng phu nhân bần sĩ hiền thần. Truyền kinh phổ biến xa gần, gia gia vui hưởng muôn phần ấm no. Mẫu sẽ hứa ban cho con thảo, năm trai lành kế tạo lửa hương. Hai gái yêu thảo thuần lương, đời đời nối dõi tổ đường tông môn. Nam nữ nào sùng tôn kính mẫu, kính lễ ngài kỷ mẫu thành tâm. Mẹ ban phước lộc cao thâm, thiên xuân dạng đại hướng âm đức về. Sứ vương nào hằng ngày cúng vía, đàn tràng cầu bốn phía an ninh. Bảo toàn tánh mạng chúng sinh, mẫu hoàng phủ điện ứng linh lời nguyện. Quốc dân nào kiền thiền dòng bay, thọ trì kinh nhớ mãi thâm ân. Mẫu từ cho xuất thánh nhân, thông minh xuất chúng muôn phần quyền linh. Công đức mẫu vô hình khó tả, dầu lâm sơn biển cả khó hơn. Ai mà đáp nghĩa đền ơn, phải sùng an tử quả sơn tương hình. Rồi dâng lên hương linh thờ phượng, tạo lập thành tâm tượng bái tôn. Diêu trì Phật mẹ linh hồn, hiếu tử làm đăng ý ngôn kim truyền. Mẹ sẽ nhận con hiền du thảo, gắng sức xây tay tạo máu đi. Tùy gia phương tiện hữu duy, chẳng cần tiền bạc nhiều chi đâu nào. Mẫu chứng lòng thanh cao tâm hảo, sẽ ghi tên con thảo danh đề. Thẻ ngọc mẹ chuyển bút phê, tâm phàm phủi sạch trở về diêu cung. Bởi vì con tận trung tận yêu, đắc quả cao cửu khiêu khai minh. Con hiền thọ hướng trường sinh, nhờ lòng quảng đại quang minh tâm lành. Mẹ sắc tứ phong danh muôn thuở, chanh quả thẳng dứt nở trần ai. Ban cho cửu phẩm liên đài, trung ương thượng quốc về ngay đền vàng. Thành đại la nghiêm trang quy bao, phu phụ đồng đắc đạo kim thân. Mẹ ban thọ hướng hồng ân, lưu danh
ngự nơi cõi thượng thiên liêng, độ cho quốc thế dân yên thanh bình. Nam mô vô thượng hư không địa mẫu dưỡng sanh bảo mạng chân kinh. Địa mẫu diệu kinh. Phật mẫu tuy vô hình vô tướng, mẹ cầm quyền phát hướng nhân sinh. Bán ra lời ngọc chân kinh, khảo sát địa lý khai minh địa cầu. Phở hồn độn một bầu không khí, còn mịt mù vô thì biết đâu. Phật mẫu đã ngữ từ lâu, phân ra thiên địa hoàn cầu chuyển xây. Mẹ đứng ra làm thầy trước nhất, đạo hoằng khai lời thật quyền linh. Phổ thông truyền ba chương kinh, phán bài phong tục nhân sinh sáng ngời. Chốn phàm trần đến đời muôn hạ, mẹ giáng cơ bút tả chân kinh. Ai truyền ân tông phổ huynh, mẫu hoàng bảo hộ khương ninh cứu trường. Người nào đầy lòng thương tiếp dẫn, giúp chúng sanh ngộ nhận đạo chân. Dựng đời thịnh trị thượng quân, hết lòng chỉ giáo linh nhân tỏ tường. Khắp thế giới thập phương cung kính, trang niệm trị thịnh lời châu. Đất thành sở nguyện mong cầu, vậy mà chẳng thấy người nào lưu tâm. Hoặc gia gia tháng năm ghi nhớ, lưu truyền kinh từ thuở ban hành. Kẻ nào tụng niệm chân thành, thánh tiên đất đạo rạng danh lâu rồi. Ai chẳng tin bất cầu ác cam, chê bai rằng mờ ám không tùng. Đến khi vào lúc lâm chung, hồn linh kẻ ấy vô cùng khổ đau. Ngục A Tỳ Xá vào miên diễn, đọa đài người lâm tiên dễ khinh. Sanh lòng nhạo ban ly kinh, tội như biển cả mong mến tham sầu. Gây nhiều lỗi thâm sâu đại hại, mẹ chẳng phiền phải trai chi đâu. Xét ra khắp cả hoàn cầu, đều do lĩnh mẹ pháp màu chuyển ra. Mẹ thương con vì tha tất cả, nào thấy ai để giả xót thương. Đắng cay khổ nhọc ai tường, rõ thông nỗi khổ đoạn trường biết bao. Trang nữ kiệt anh hào chí hiếu, vô cao cho người hiểu rõ ràng. Đứng ra giải đáp lời vàng, cho người trần thế dương gian tri tường. Khắp thiên hạ thập phương chung cảnh, nạn thiên tai phải hoành hiu sầu. Dấp dồn nhiều cánh khổ đau, quả tai trước mắt tránh đâu bây giờ. Mẹ thương con đề thơ phân tỏ, lại chẳng nghe ghi rõ lời châu. Cuộc đời thế sự bể dâu, mẹ đã tường tận đoán rồi tiên tri. Dầu khó khăn việc chi nguy khôn, mẹ bình trị chỉnh đúng khắp nơi. Phá
bày tỏ bao lời, hóa sanh hoằng đạo khai đời dưỡng sanh. Phật mẫu có phân rành tất cả 72 vị đã lãnh phần, đương kim hành xứ xa gần, vị nào cũng có thánh phần hợp chung. Duy mình mẫu chẳng cùng ai cả, khắp ở trong thiên hạ xứ nào lập chùa táo miếu đền cao phụng thờ thần thánh ra vào cung nghinh. Còn mẫu đây riêng mình ai nhớ, đến tanh danh cũng chớ tường tri, cõi trần chẳng có chi chi, một ngôi miếu nhỏ vậy thì cũng không. Bởi chúng sanh bạc lòng chẳng nghi, nên cam đành khổ lụy sầu bi. Quanh năm bao cảnh loạn ly, trời mưa không thuận đất thì không sanh. Mẹ thương con chẳng đành đoán dứt, tình thiêng liêng bút mực ghi rành. Các con lớn nhỏ nghe chăng, thọ trì kinh mẫu khó khăn cũng lành. Khắp nhân sinh đều hành tâm đạo, giúp cho đời cai tạo ăn năn. Chẳng luận cao thấp ngang bằng, dầu cho trẻ nhỏ lòng hằng trì kinh. Chín tuổi biết cung linh độc tùng, điển quyền di hữu dũng mẹ ban. Cốt nhục xa cách lạc đường, mẹ cho tái họ bình an sum vầy. Vui trong cảnh bao ngày cách biệt, dầu chia tay cũng hiệp cùng nhau. Không phân hai bậc thấp cao, ai ai cũng được truyền trao kinh này. Khắp non nước Đông Tây Nam Bắc, phổ biến kinh để nhắc nhở lòng. Thập phương ba tánh rõ thông, nếu chẳng khưng thọ chắc không sinh tồn. Dập dồn đau xiết, nạn thiên tai thủy kiệt sơn băng. Chúng sanh ngã gục nhào lăn, lâm dòng đại nạn thoát chẳng được nào. Hiện bây giờ ôm đau bệnh tật, sanh ra nhiều chứng thật gớm ghê. Khắp trong tất cả thành quê, thái điều thọ nạn ê chề khổ thân. Bị nắng hạn mưa dầm ngập hết, thổ sản này ngã chết chẳng còn. Đói lòng quằn quại các con, vậy khuyên rằng nhớ lời son mẫu từ. Mẹ khuyên con tâm thư lời cuối, gắn tâm tu thông suốt lý kinh. Truyền trao giải nghĩa khổ in, cho người trì tụng hiểu kinh kịp thời. Chúng con sẽ thấy đời hết khổ, nổi trong năm phổ độ đầu tiên. Mưa hòa gió thuận khắp miền, mùa màng sung túc thấy liền chẳng sai. Còn như đáo lễ ngài Kỷ Mẫu, lập đàn tràng bay mẫu trì kinh. Dân đèn sáp thiệt quang minh, từ tôn phụ điện nhân sinh phúc đầy. Mỗi trăng có ba ngày mẫu kỷ, hải thành tâm
bền chi cúng dường. Kinh đàn đăng thủy quá hương, ngoài ra tất cả ngài thường khỏi lo. Việc cúng kiến phải cho tinh khiết, cố gắng tu tha thiết cần chuyên. Lo tròn phận sự hằng niên, 36 nhật kiền thiện kỳ kinh. Xâm lễ vật cung in từ mẫu, trong các ngài kỷ mẫu lập đàn. Gồm có sáu ngọn đăng quang, quả quả tươi thắm hương phần năm cây. Sáu chung nước lọc đầy đủ lê, cùng chúng nhau hợp để kinh đàn. Thuyết kinh dạy lý rõ ràng, mỗi người đều định tâm an thọ trì. Ai xứ nào làm ý lời giải, định tinh thần tụng bài biên kinh. Tiêu bao nghiệp chướng tội mình, hướng đời quân thượng quyền linh sinh tồn. Ai cố gắng sớm hôm trì tụng, thêm hai thời chuyển dụng tâm thành. Mẹ ban quyền diệu điện thanh, tự tay cứu chữa mạnh lành nổi da. Đức tự tôn truyền ra cho biết, các con cần tha thiết ghi lòng. Lúa mạch gần chín đầy đồng, hiện ra mong bạc hư không rõ ràng. Gió từ đâu thổi sang rất mạnh, trong niên này gặp cảnh phong ba. Khổ sầu từ trẻ tới già, chúng sanh phải chịu thiết tha cơ hàng. Nạn đuối lạnh lầm than đau xiết, là đêm trời ứng hiện rõ ràng. Thiên đình thâu hạt lúa vàng, thần linh ngũ cốc lĩnh ban về trời. Gieo quả cho cảnh đời khốn khổ, tuy vậy mà có chỗ cũng chừa. Nơi nào kinh mẹ sớm trưa, thì kinh địa mẫu phước thừa bình an. Mẹ bảo hộ vững vàng nơi đó, được trúng mùa mưa gió thuận hòa. Ai từng phổ biến gia gia, tuyên truyền kinh mẫu đứng ra giải bài. Phổ thông in đủ đầy nghĩa lý, mẫu sẽ sai các vị thiên thần. Gia thần ủng hộ ân cần, đồng theo hộ kẻ xa gần thành tâm. Được phúc lành tháng năm no ấm, trên thiên đình ghi chấm phước ban. Nội gia kẻ đó thanh nhàn, sẽ được thành phước vinh quang muôn phần. Thanh long bạch hổ thần cũng giáng, phò tá người xứng đáng con lành. Tự tôn cho biết rõ rành, trăng mười thập bát giáng sanh trần miền. Đến giờ ngõ kiền thiền kinh mâu, chẳng có nên dời đổi thời gian. Sổ mùi thịnh tức công an, đúng giờ nhất định lập đàn trì kinh. Cầu linh mẹ thương tình cứu khổ, phụ điện linh phổ độ chúng sanh. Các con tụ hợp tâm thành, được ban màu nhiễm phúc lành khắp nơi. Mẹ hiền
xuống đời tri dân, phương hướng nào bền vững chi tâm. Thường hành kinh mẫu diệu thâm, ngày đêm thành kinh tháng năm thanh nhàn. Còn lo chi mùa màng chẳng chung, nhà nào ai trì tụng kinh này. Phước lành sẽ hướng được ngay thăng thiên, đất quả chẳng sai chẳng lầm. Hướng quý tế cao thâm lộc cả, thọ hương đắng trà quả vinh sang. Chương kinh của Đức Mẫu Hoàng gồm bao diệu lý lời vàng ngọc châu. Kinh Địa Mẫu đứng vào bậc nhất, chẳng tường phân ý thức suy lầm. Người đời còn bởi mê lầm, chẳng nên kinh dễ lỗi lầm tội mang. Ai tình ngộ lập đàn cung kinh, thọ trì kinh nghiêm chỉnh cúng dường. Nạn tai nghiệp vương lỡ vương, một ngàn muôn kiếp thoát đường trầm luân. Kinh Địa Mẫu thấm nhuần đạo lý, gắn cần chuyên nghiệm kỹ lời khuyên. Hằng ngày rộng ra khẩn nguyện, được nhiều công đức tội liền tiêu tan. Kinh Mẫu hơn muôn ngàn kinh khác, ai chi tâm hiển đạt phúc lành. Rõ thông từng chữ hiểu rành, người đó sẽ được mẹ dành hồng ân. Điển quyền lĩnh xa gần chiếu tòa, phóng hào quang khắp cả bầu trời. Thương người hiểu rõ từng lời, tâm tư kẻ đó sáng ngời minh châu. Tôi mình bao nhiêu nghiệp chướng quan tình tiêu tan. Như ai rõ từng hàng mẫu dài, quá nạn tai sắp xảy đến mình. Lại còn hưởng được phước vinh, tam tài lộc thọ khương linh thanh nhàn. Nếu ai hiểu được toàn thì đích danh mẫu chuyển điện quang, luôn được phước lộc bình an, đời đời kiếp kiếp mẹ ban phúc dày. Như nghe thuyết kinh này chẳng thương, lại bỏ qua không lượng tường tri, mà lòng chẳng xứng thọ trì, bị khép vào tội khinh khi Phật trời. Tôi vì bán bao lời xúc phạm, lâm vào cảnh khóc thảm sầu than. Ngài ấy chẳng có kiêu quan, phải đành dương tội gian nan ngục hình. Dân nước nào chẳng tin lời mâu, sẽ lâm vào bao nỗi thiết tha. Đại kiếp hỷ quả phong ba thái, đều chết rồi đâu mà còn chi. Lòng mẫu tự nghĩ suy đau xiết, muôn hữu hủy đại kiếp phong ba. Nạn thủy quả sắp xảy ra, thương cho sanh chúng phải xa canh sầu. Ngặt chúng chẳng quay đầu trở lại, tuân theo lời mẫu dạy trong kinh. Mẹ muốn bỏ sổ tự sinh,
vì thấy số phận chúng sinh chết nhiều. Mẹ tính mãi bao điều phương kế, chẳng đành lòng bỏ phê lãng lơ. Tình thương vô bến vô bờ, làm sao cứu được con thơ trở về. Mẹ dùng trước màu phê sắc linh, phán phân rằng chỉ định thế này. Truyền thần thiện ác đến đây, chia làm hai phía nước mây xuống trần. Người hung dữ ác thần dẫn dắt, nhập cùng chúng kẻ bất lương tâm. Độc ác tàn nhẫn đã dâm, chia ra tất cả chẳng lầm lộn chi. Bậc hiền lương phương phi quân tử, thiện thần gom lại giữ một nơi. Đưa vào chánh giác kịp thời, ngày đêm tu niệm quên đời gian nan. Chờ đến ngày hạ màn chung cuộc, mẹ sẽ giải ra một cái chài. Dầu cho thiện ác phân hai, tóm thâu tất cả một chài nhốt chung. Liên lụy kẻ tận trung yêu thảo, người tu hành học đạo kinh tâm. Chừng đó mới thấy diệu thâm, mẫu từ sẽ chuyển quệ tâm tre lành. Được sống sót nhàn thánh đủ trí, biết tường phân chân lý đường tà. Thiện gần ác lại tranh xa, từ đó các đạo mở ra khai quần. Đồng xuôi lòng ăn năn quy tụ, chánh đạo màu hội đủ đem về. Chẳng còn chia rẽ khen chê, phân ra nhiều môi khó bề tường phân. Hình tướng chạy phép thần màu nhiễm, màu tả ra những điểm rất cần. Nhị thập ba tu phần thân, phủ dây chánh bắt giáp cần chánh nam. Còn phương hướng tây nam tây bắc, các vị thần giáp mặt long bào, gồm 60 vị tài cao, mẫu tự phán lĩnh truyền trao lời vàng. Lời dạy thiên can mười vị, thập nhị thần định chỉ địa chi. Tất cả tình tu các vị, ủng hộ hoàng đế thái vị hoàn toàn. Đức từ tôn mẫu hoàng điều khiển, thần lôi công lôi điện tam phương. Phân thân trân thủ phi thường, 64 quẻ tỏ tường diệu thâm. Hiện nguyên hình tay cầm binh khí, đứng vàng ra trực chỉ đó đây. Khắp trong thiên hạ đủ đầy, trận đồ của mẫu lập xây hạ miền. Coi trời nam từ niên đinh hỡi, đến niên tân dậu mới thiệt rồi. Biết bao quyền bi nhiệm màu, tại nơi hạ giới tham sầu thiết tha. Mẫu từ của thiên la địa vọng, sức đại hùng gian động kinh hồn. Làm cho thiên âm địa hôn, thần sầu quỷ khóc giống tồn thảm thương. Còn tứ đại thiên dương tiếp lĩnh, bốn cửa trận mẫu định trấn an.
thần lực kim cang, xông vào trận qua pháp đàn thần thông. Làm trời đất không nghiêng ngả, nhật nguyệt tinh châu qua đảo xây, cũng như chông chông lặng quay, thế rồi lặng mất không ngài hiện ra. Mẫu thâu lại yêu tà lắng mì, kẻ bất lương phải bị luật hình. Hô phong quang gió lôi đình, làm cho sấm nổ nước mình mông tràn. Lửa dậy khắp dương gian nguy khổ, trận cuồng phong bão tu khắp vùng. Mẫu tần diệt đưa bất trung, xử người bất nghĩa chẳng dung tha nào. Đến chừng đó vàng tao mới rõ, mẫu thâu xong ngày đó bình an. Nước rút sông lặng gió tan, sẽ thấy vũ trụ dương gian tươi nhuận. Chỉ còn người hiền lương sống sót, kẻ thiện lương được thoát khỏi vòng. Thế là mẫu dụng quyền công, diệu pháp qua biến thần thông lẽ làng. Kinh đô có sen vàng đua nở, bốn phía vòng khắp ở thị thành. Các con yêu thảo hiền lành, đến chừng khi đó mẫu dành hồng ân. Được đổi xác kim thân bất hoại, chẳng tự sanh thoát khỏi nghiệp duyên. Chứng đặng đại la tiên thiên, bởi nhờ cố gắng tu hiền thành công. Ôi bàn đào thương đồng tất cả, các con nào đắc quả giữ vào. Thế rồi vĩnh viễn về sau, chẳng còn chuyện kiếp khổ đau trần miền. Chúng con được niên niên bất tử, khoái lạc tiêu diêu ngữ canh nhàn. Giống cảnh diệu điện mẫu hoàng, luôn hướng lộc thọ phước an cửu trường. Phật mẫu ngữ trên thượng tầng cõi, hoằng khai dưỡng nhân loại bao tồn. Hết lòng quán đại sắc son, qua sanh dạy dỗ các con phản. Nam mô vô thượng hư không địa mẫu dưỡng sanh bảo mạng chân kinh. Nam mô vô thượng hư không địa mẫu dưỡng sanh bảo mạng chân kinh. Nam mô vô thượng hư không địa mẫu dưỡng sanh bảo mạng chân kinh. Nam mô, con kính lại địa mẫu, đấng tối cao vô thượng, đã giáng lâm phò hộ thế gian này, với anh linh cùng đức độ cao dày, công tế thế, an ban danh còn được. Nam mô, con kính lại địa mẫu, ân độ sanh vô lượng, ân bảo trì cứu tử lại vô biên, mẹ của nhân gian, mẹ thánh mẹ hiền, hàng Phật tử chúng con nguyện ghi mãi. Nam mô, con kính lại địa mẫu, đấng mẫu nghi tứ hải, danh lừng khắp cả nước non tiên.
xuống trần gian làm Phật mẫu mẹ hiền, để cứu độ chúng sanh cơn hoạn nạn. Nam mô, con kính lại nghĩa mẫu, đấng anh linh vô hại, xin mẹ ban phép lạ cứu trần gian. Đang sống trong nghiệp chướng chốn trần hoàng, xin tế độ cho muôn loài hết khổ. Nam mô, con kính lại nghĩa mẫu, xin mẹ ban ân lành cho Việt Nam Phật giáo thịnh hành, được tôn nghiêm màu nhiệm giới viên thành, cho con mẹ bốn phương đều kính mẹ. Cánh một nhìn trần lệ tuôn rơi, chúng dân khổ lụy nàng tới bời, nên lo tu tịnh này con dạy, lại mẹ nguyện cầu bể khổ vơi. Cánh hai điện lực rải mọi nơi, thiện nhân tu tịnh được thành thơi, sao không cố gắng tu trì vậy? Thương xót con mẹ chẳng nghỉ ngơi. Cánh ba lụy mẹ nhỏ tràn trề, hết lời kêu gọi con tình mê. Cuộc đời sai đắm đường vật chất, chốn lấp linh quang càng lui về. Canh tư đẫm lễ cõi ta bà, cứu vớt cuộc đời giấc nam kha. Điện linh ban xuống lời từ ai, kêu gọi thiện nhân nhu mẹ già. Canh năm trầm ngâm suy quyền diệu, ban bố diệu quyền dứt quan khiên. Thiện nhân cứu vớt tu hành vậy, Di Lạc Quay Linh dài chư viền. Nam mô Vô Cực Thiên Tôn Diêu Trì Hoàng Mẫu, Vô Lượng Từ Tôn Đại Từ Tôn A Di Đà Phật. Tâm trí huệ thinh thinh rộng lớn, sáng trong ngần chẳng bờn mai trần. Lào lào một tánh thiên chân, bao trùm muôn loài chẳng phân thánh phàm. Dần tâm ấy lặng trong sáng suốt, cõi bờ kia một bước đến nơi. Trái lòng tròn đủ xưa nay, công thành quả chứng tỏ bài đích đăng. Hàng Bồ Tát danh quang tự tại, khi tham thiền vô ngại đến trong. Thâm vào trí huệ mở thông, soi thấy năm quận cũng không có gì. Luôn tất cả không chi khổ ách, trong thức tâm hiện cảnh sắc ra. Sắc không chung ở một nhà, không chẳng khác sắc, sắc nào khác không. Ấy sắc tướng cũng đồng không tương, không tương ý như tưởng sắc kia. Thọ tưởng hành thức phân chia, cũng lại như vậy tổng về chân không. Tỏa sắc tướng nhân ông tạm đưa, các
chẳng dứt thường chân, chẳng câu chẳng tỉnh chẳng sờn chẳng thêm. Cớ ấy nên quài trên không giới, thải lào lào vô ngại trường chân. Vốn không ngủ quận âm thân, sao căng chẳng co sao trần cũng không. Thấy rộng không mà không nhãn giới, biết hoàn toàn thức giới cũng không. Tánh không sang suốt đại đồng, vô minh chẳng có mưa hồng hết chi. Vẫn không có thân gì già chết, uống chi là hết chết già sao. Tứ đế cũng chẳng có nào không chi là tri có nào đắc chi. Do vô sở đắc ly tất cả, nhân pháp kia đều xa nhị không. Vẫn lòng trí huệ linh thông, bờ kia mau đến tâm không ngại gì. Không quay ngại có chi khủng bố, tức xa lìa mộng tưởng đạo điên. Tâm không rốt rau chỉ duyên, niết bàn quả chứng chân nguyên hoàn toàn. Tam thế Phật y đàn bát nhã, đau bồ đề chứng quả chánh chân. Cho hai bát nhã là hơn, pháp môn tôi thắng cõi chơn mau về. Thiệt thần chú linh tri đại lực, thiệt thần chú đúng mực quang minh. Ấy chú tôi thượng quái linh, ấy chú vô đẳng thinh thinh quái thần. Trừ tất cả nguyên nhân khổ ách, thức tình lòng giác ngộ vô sư. Thiên nhiên chân thiệt bất hư, án làm thần chú chân như thuyết rằng. Yết đế, yết đế ba la, yết đế ba la tăng, yết đế bồ đề tát bà ha. Yết đế, yết đế ba la, yết đế ba la tăng, yết đế bồ đề tát bà ha. Yết đế, yết đế ba la, yết đế ba la tăng, yết đế bồ đề tát bà ha. Nam mô A Di Đà Phật, Di Đà Tha, Di Đà Di Đà Di Đà Tha, A Di Đà Đô Bà Thị, A Di Đà Đà Tăng Đàm Bà Thị, A Di Đà Đà Thị Ca Lăng Đế, A Di Đà Đà Thị Ca Lăng Đa Già, Di Ni Già Già Na Chi Đà Ca Lệ Ta Bà. Nam mô A Di Đà Phật, Di Đà Tha, Di Đà Di Đà Di Đà Tha, A Di Đà Đô Bà Thị, A Di Đà Đà Tăng Đàm Bà Thị, A Di Đà Đà Thị Ca Lăng Đế, A Di Đà Đà Thị Ca Lăng Đa Già, Di Ni Già Già Na Chi Đà Ca Lệ Ta Bà. Nam mô A Di Đà Phật, Di Đà Tha, Di Đà Di Đà Di Đà Tha, A Di Đà Đô Bà Thị, A Di Đà Đà Tăng Đàm Bà Thị, A Di Đà Đà Thị Ca Lăng Đế, A Di Đà Đà Thị Ca Lăng Đa Già, Di Ni Già Già Na Chi Đà Ca Lệ Ta Bà. Chúng thích tự thiền thiền xưng tăng, đứng mẫu nghi vô lượng lợi sanh. Đông Tây Nam Bắc bốn phương, hiện ra quang điển quyền linh tuyệt vời. Kim sắc tướng muôn ngàn công đức, khắp mười phương chẳng bất sanh bằng. Bạch hào hiển hiện thông quang, xoay dần chiêu sang độ an dân lành. Nam mô Thiên Cung Thượng Cõi Phật Mẫu, tiếp dẫn chúng sanh A Di Đà Phật. Nam mô A Di Đà Phật.
Nam mô Đại Từ Đại Bi Quan Thế Âm Bồ Tát. Nam mô Đại Thế Chí Bồ Tát. Nam mô Linh Sơn Thanh Mẫu Bồ Tát. Nam mô Thanh Tịnh Đại Hải Chúng Bồ Tát Ma Ha Tát. Trời chẳng dám lộ ra, mẹ thời thương trẻ xót xa trong lòng. Cho nên lòng mẹ trực hồng, canh khuya mẹ đến tỏ trong sự tình. Nếu mà ngài để làm tin, trời định quảng đau, con ơi nào nổ mẹ vào tu sinh. Muôn trong thanh đế thương tình, thứ dung trần tục tôi xin phen này. Tôi nguyện độ hết xưa nay, bao giờ về sửa đời. Mẹ thương con dạy con ơi, nếu không có mẹ thời trời chẳng dung. Con ơi lòng mẹ khôn cùng, thương con trần thế khắp chung bầu trời. Phải xưa con trẻ nghe lời, mẹ đem về hết thành thơi an nhàn. Có đâu trần tục chẳng an, nay thời đau ốm mãi mang thân nguyền. Chết rồi đọa lạc diêm thiên, hồi sao thú lý miền u đô. Con ôi lòng mẹ héo khô, cũng vì thương trẻ mẹ vô chúng này. Một vài tật bệnh con nay, tiêu trừ đau ốm đắng ngày an. Dạy bóng nại thuận xuôi, hàng thấp phong chứng hết rồi hân hoan. Canh về mẹ kiếp lên đàn, giá con ở lại mẹ sáng Tây Đình. Ngày ngày lòng mẹ nào xây mặt xăm lưng, liêu chiêu con đỏ mẹ đành xiết thân. Trời cho quay nổ xăm vàng, nếu không